tinh là giống như là dễ thương chị, mình nhìn vô là mình có cái ấn tượng á, à. còn đẹp là mình nhìn vô mình nhìn hoài mình nó đẹp đẹp mình sợ. Chị là xinh hay đẹp? Chị là chị xinh đẹp. À thôi được rồi, về nha. Nè nè chị, chị cũng dẻo miệng dữ lắm. Ừ. Em ăn cũng chậm, tắm cũng chậm. Em thì không gia trưởng, cũng không có mà khó khăn gì nhiều. Nói chung là em muốn một người bạn gái là đủ trưởng thành, hiểu chuyện. Mỗi khi bị stress là em chạy toilet. Chị Tường có đó được chị Tường ơi. Tại em không giờ em làm việc nhà hết trơn. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình cho đối phương nghe đi. Bạn nữ giới thiệu trước. Dạ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào bạn nam bên kia, em chào quý vị khán giả. Em tên là Quỳnh Hạnh Duyên, em 23 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Tây Ninh. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng. Sống và làm việc tại Tây Ninh. Dạ. À có nghĩa là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình thôi đúng không? Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào các anh chị và các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Tăng Hoàng Tuấn, em 26 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh chào em. Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ em hiện tại đang là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh bưu điện. Bây giờ nè, đầu tiên anh hỏi cái chuyện này nè, nó quan trọng lắm bạn. Các bạn có nghĩ yêu xa được không? Yêu xa được. Yêu xa là yêu thế nào? Làm sao để có thể hiểu nhau và tin nhau? Thì cái đó là do cả hai thôi. Và bạn gái có bao giờ yêu xa chưa? Dạ chưa anh ơi. Đó, đây là câu chuyện quan trọng mà khi nãy các bạn giới thiệu nơi ở đó. Một bên là ở Tây Ninh, một bên là ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái đoạn đường bây giờ đi nhanh rồi, nhưng mà khoảng cũng đợi 2 tiếng mới tới. Nếu mình hẹn hò thì mình sẽ sắp xếp như thế nào bạn trai? Thời gian những giờ giúp em linh động được. Bao lâu thì em có thể đến thăm bạn gái được? Thì một tuần một lần chị. Lỡ nhưng mà có lỡ nhớ nhiều quá thì một tuần 2 lần, 3 lần cũng có thể. À. Dạ. Coi như em chuyển phát nhanh mà đúng không? Dạ. Nhanh mà lúc nào cũng nhanh. Đúng rồi, thôi vậy được rồi. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là chăm chỉ, siêng năng, hiền, em biết nấu ăn chút chút, em thích sạch sẽ nên là em thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Rồi, tốt. Dạ. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm là em chậm, làm việc gì cũng chậm hết chị. Chậm là chậm cỡ nào? Em ví dụ một cái gì đó để biết là em chậm. Em ăn cũng chậm, tắm cũng chậm. Em ăn cơm bao nhiêu mất thời gian, chén cơm ăn bao lâu? Một chén cơm ăn nửa tiếng. Em ơi, em ơi. Dạ. Cái đó anh bù trừ cho em được. Anh nếu mà em ăn cơm chậm thì anh qua anh đút cho em ăn. Một chén cơm mà em ăn nửa tiếng, em đếm từng hộp cơm hả? Dạ không, nếu mà có việc gấp thì em ăn nhanh chị. Rồi em tắm là mất bao lâu? Dạ khoảng một tiếng. Trời. Em làm gì 1 tiếng trong buồng tắm? Cái đó là lúc mà rảnh rỗi á. À. Em vô buồng tắm em coi phim. Hả? Tự nhiên vô buồng tắm coi phim rồi mắc mới những vô tắm lẹ 10 phút đi ra lên giường nằm coi phim mà tự nhiên vô buồng tắm coi phim. Tại vì gặp bộ phim đó em thích quá chị. Bây giờ thực chất á, xã hội càng phát triển rồi, cái phòng tắm là nơi có thể nói rất là yên bình, nơi chúng ta xả stress, chúng ta vào chúng ta coi như pha nước nóng, ta nằm trong cái bồn ha, ta ngâm nước, ta coi phim, coi tivi, ta ngủ trong bồn tắm luôn, thậm chí có người vô bồn tắm 2-3 tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Trời ơi, vừa vừa thôi chứ anh ngâm rồi anh trúng nước chổng luôn à. Đâu có, tắm người ta massage trong đó rất là khỏe, thành ra tắm 1-2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Lúc mà em căng thẳng thì em có cái sở thích gì để em giảm stress? Mỗi khi bị stress là em chạy nhà vệ sinh chị. Em làm gì? Em chạy toilet. Chị Tường có đó được chị Tường ơi. Được không? Tại em không giờ em làm việc nhà hết trơn. Rồi em chà cái toilet mất thời gian bao lâu? Khoảng 1 tiếng. Khoảng 1 tiếng. Bữa nào em stress em qua nhà chị chơi nha. Yeah. Trai thấy sao không trai? Trời ơi. Thấy cô gái kia cái gì cũng chậm về sao? Duyên mà anh, dễ thương mà. Dễ thương đúng không? Yeah. Em yên tâm, bên đây là chuyển phát nhanh rồi, cái gì cũng nhanh hết trơn á. Rồi. Rồi bổ sung cho nhau được. Dạ, yeah. Bù trừ á. Bây trừ giờ đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Ưu điểm của em là em giao tiếp tốt, em hòa đồng, vui vẻ, sống với trách nhiệm với lại sâu sắc với lãng mạn. Cái khuyết điểm của em là em sống nội tâm à. Thường như là mình có một cái gì có vấn đề gút mắt hay là nó trở ngại trong lòng mình thì mình giữ cho riêng mình chứ mình ít chia sẻ với ai, còn bình thường thì cứ hoạt bát vui vẻ bình thường. Ít chia sẻ mà giờ đỡ rồi đó. Đỡ rồi. Giờ bớt. Được mấy mối tình rồi? Một mối tình. Một mối tình. Bao dài lâu? Không em? Dạ không. Bao lâu? Đơn phương. Hả? Nhưng mà tại vì em thấy nó đẹp thì em xem nó là một mối tình. Đơn phương cũng là tình. Đúng rồi. Dạ. Em có bật đèn xanh cho bên kia biết không? Bật luôn. Người ta
trân quý cái tình cảm của em luôn. À, nhưng mà, do là hoàn cảnh này, do cái môi trường tác động nên là thôi. Em tự cảm nhận được nên em rút. Như vậy chắc là em cũng chưa yêu thật. Hả? Yêu thật sao rút được? Đúng rồi, có nhiều người ta đơn phương mà mấy năm trời luôn, người ta vẫn tấn công cho đến khi nào mà bên kia mà có lập gia đình luôn người ta mới bỏ ý định. Dạ em đủ kiên nhẫn đó chị Tường ơi. Thì đó thì là dạ. Chưa có quyết liệt trong chưa có yêu quyết liệt mới phải là trong phải trong cái hoàn cảnh đó chị mới biết. Rồi vậy đi, coi như là chưa có ủa có một mối tình một cái thôi đó hả? Dạ. Có giấu không? Không có giấu nha, tôi điều tra kỹ lắm đó nha. Cũng có mấy lần gặp gỡ rồi, nhưng mà em nghĩ đó không phải là tình yêu. Nên em nói một thôi. À. Dạ. Có nộp giấy độc thân chưa? Rồi đâu đó đầy đủ chỉnh chu hết trơn. Rồi tốt. Rồi tôi tạm tin vậy nha. Em là bầu trời nhân cách. Rồi bạn gái mình tình trường sao em? Dạ em chưa có mối tình nào. Ủa sao cái cặp đôi này giống nhau vậy ta? Rồi có yêu đơn phương ai không? Dạ cũng có. Chỉ mới dừng lại ở thích thôi chị. Cũng có bạn em làm mai nhưng mà là do nói chuyện không hợp. Anh đó ít nói em cũng ít nói. Không có điểm chung. Vậy cái mẫu người bạn trai em mong muốn tìm kiếm là người như thế nào? Mẫu người bạn trai của em mong muốn là tự lập. Ừ. Anh đó chín chắn, lắng nghe, chia sẻ, không gia trưởng. Bạn trai đừng quá vô tâm. Bạn trai bên kia sao em? Em có quan tâm bạn gái mình không? Dạ có chị. Hồi nãy em có nói cái ưu điểm của em là có sâu sắc và lãng mạn mà. Dạ như đó là đủ rồi đó. Mình có thích lãng mạn không em? Dạ cũng có chị. Em nói em lãng mạn, ví dụ như ngày sinh nhật bạn gái đi, em làm sao là gọi là lãng mạn đâu? Bí mật chị, giờ em nói là mốt bể hết sao? Trời ơi, mình ví dụ. Thử coi giờ sao nè. Thử giờ mới mốt phải chơi bài khác nữa rồi. Thì em nhiều bài mà. Như em bên đó thì em làm Tây Ninh đúng không? À. Thì em sinh nhật thì em muốn nói gì hết. Em cũng không có kiểu mà canh qua 12 giờ và chút luôn. À. Cái em âm thầm trên này em xin sếp em nghỉ ngày đó, cái em đi xe mình em xuống dưới rồi em tặng quà. Là cho em bất ngờ. Coi như mình nói là mình không xuống mà tưởng là bạn gái tưởng mình vẫn đi làm đúng không? Đúng rồi, chị đừng hiểu em á. Cái đó mới bất ngờ chưa lãng mạn. Bắt đầu mọi thứ nó bắt đầu tiếp tục nữa. Thôi. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Em thì cũng không có mà gia trưởng cũng không có mà khó khăn gì nhiều. Nhưng mà em muốn một người bạn gái là đủ trưởng thành, hiểu chuyện với lại biết chuyện rồi không có sống ảo nhiều. Sống ảo thế nào là sống ảo? Sống ảo là sống không thật á anh. Cụ thể là vài ví dụ đi. À thì nói chung là em thích mộc mạc, đơn giản. Rồi em có cái yêu cầu gì về ngoại hình của người bạn gái không? Em muốn tìm một người như thế nào? Dạ dáng người thì cân đối, cao khoảng chừng từ 1m50 trở lên. Em cao mét mấy? Em cao 1m68. Để anh qua anh kia xem đàn gái coi. Em chào anh. Chào em gái, dễ thương, rất là xinh ha. Dạ. Em muốn kiếm người nói nhanh nhiều hả? Dạ, nhưng mà ảnh đừng có chê là em ít nói. Anh bên đây nói gì thì đủ nhiều chưa? Anh nói quá nhiều. Anh chuyển phát nhanh mà anh phải làm nhanh chứ đúng không? Dạ, hồi nãy anh có nói là ảnh không có làm việc nhà. Nhưng mà em mong muốn là người đó có thể là chia sẻ công việc nhà với em. Dạ. Làm dâu được không? Em nghĩ là khi mà tình yêu đủ lớn là em có thể làm được. Em sẽ xuống đúng không? Dạ. Rồi, để coi anh nói sao cho em xuống thôi, quan trọng là do ảnh thôi. Được, nhưng mà thí dụ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 1 năm. Dạ. Dạ, nhanh quá, biết bên đây chuẩn bị kịp không ạ? Dạ, chào chị. Nếu 1 năm thì em có sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ, sẵn sàng. Nhưng mà trong cái giai đoạn 1 năm đó phải tìm hiểu. Thì đương nhiên rồi, phải tìm hiểu, chứ không lẽ năm này làm gì? Dạ. Rồi bây giờ mai mốt có cái việc làm gì ở trên đây để mà xin cho bạn gái làm không? Là bạn gái mới theo mình lên đây được nếu mà mình tiến tới hôn nhân. Thì bằng tất cả mối quan hệ của em sẽ cố gắng để em kiếm thêm một cái điều dưỡng trên này. Bằng tất cả mối quan hệ của em. Và nếu mà không được thì xin cho bưu điện làm chung với em. Từ điều dưỡng qua làm bưu điện luôn. Trái ngành luôn chị. À. Giống như em cũng làm trái ngành chứ đâu làm chung. Rồi, có làm dâu không? Em đang sống với ai? Em sống với ba mẹ. Vậy là có làm dâu? Dạ. Thích gái đẹp không? Cũng thích. Nhưng mà thích gái xinh nhiều hơn gái đẹp. Ủa xinh là sao và đẹp là sao? Xinh là giống như là dễ thương chị. Mình nhìn vô là mình có cái ấn tượng á. Còn đẹp là mình nhìn vô mình nhìn hoài mình nó đẹp nhìn sợ. Chị là xinh hay đẹp? Chị là chị xinh đẹp. À thôi được rồi, về nha. Nè nè chị cũng dẻo miệng dữ lắm. Coi chừng ăn hiếp nha cưng. Cô chị cũng hiền lắm, tội nghiệp lắm nha. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình em đi với sếp của em là bác ngoại với lại mấy anh em đồng nghiệp của em trong đội em. Xin kính chào chị Cát Tường xinh đẹp. Dạ. Xin kính chào anh Quyền Linh. Rồi. Một trai dễ thương. Ui rồi, chào. Xin anh. Chào đôi bạn trẻ. Chào toàn thể quý vị trong khán phòng. Tôi tên là Nguyễn Văn Huệ, sếp trực tiếp là phụ trách về cái mảng công tác của Tuấn. Đối với Tuấn thì công tác thì rất nhanh nhẹn, nhiệt tình, hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Thế còn chúc nhận xét về đôi bạn gái bên đây. Thứ nhất là cũng có cái bù trừ cho Tuấn, ít nói, hiền, dễ thương. Thì đến đây cũng là một cơ duyên
thì mong rằng chúng ta cố gắng cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn nữa. Cảm ơn sếp. Rồi, bạn gái mình đi với ai nè? Dạ, em đi với cô ruột của em, với đồng nghiệp của em. Chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ, chào đẹp. Cô. Chào bà con hai họ trong khán phòng này. Tôi là cô của em, của cháu Duyên. Dạ. Đây là đứa cháu duy nhất, đứa cháu đích tôn của gia đình. Nó hiền quá với nó nhát. Ở trong gia đình nó cũng ít nói nữa. Rồi làm cái gì cũng chậm chạp. Mà gia đình thì mong cho nó có hẹn hò trước. Rồi nay đến đây thì thấy cháu Tuấn bên này cũng rất dễ thương, rất chững chạc. Tướng tá cũng đẹp, thấy hai đứa cũng xứng lắm. Cho nên là cô cũng mong hai đứa hẹn hò đi, cho đời nó vui hơn. Trời ơi, cô chị chơi quá. Bây giờ chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau sau khi cái hàng rào này được kéo ra nha. Mở cửa trái tim. Mở cửa. Em nói trước thì anh nói trước. Dạ, anh nói trước. Em có đói bụng không? Có mệt không? Dạ có. Thì nãy giờ ngồi nói chuyện em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh vui vẻ, hòa đồng. Anh cũng đẹp trai. Thì anh thấy em cũng dễ thương mà. Dạ. Chậm thì đâu có phải là cái khuyết điểm đâu. Dạ. Thì mình đâu có muốn mình chậm đâu. Dạ đúng. Thì từ từ mình khắc phục thôi. Em với anh quen nhau á, thì nếu mà khi mà nóng giận á thì anh sẽ làm cái gì? Mà anh nghĩ người như em sẽ không làm cho anh nóng giận đâu. Nhưng mà trong cuộc sống thì đâu nói trước được. Mà lỡ như anh có nóng giận á hả? Dạ. Thì thôi anh không nói gì hết. Tại vì lúc đó anh bỏ đi chỗ khác. Anh cũng không muốn đôi coi với em. Tại vì anh biết nếu mà anh nói thì em sẽ nói không lại anh. Nhường em đó. Được. Mà em nói đúng đó. Nói không lại đâu. Mình thì không có ở chung một nơi. Dạ. Nó cũng hơi chắc chở. Sắp xếp thời gian có linh động thôi. Ví dụ như một tuần anh xuống em thì tới tuần sau em lên anh. Được không? Được hết nếu mà hai đứa muốn. Ít nhất em phải lên Tây Ninh hai lần, bạn kia xuống một lần chứ. Ta con gái thì, mà thì đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi anh. Chứ tuần này em anh xuống rồi tuần kia em lên cứ đổi gì sao được. Nếu mà em muốn em phải xuống hai ba lần ta mới lên lần. Em gái dặm trường đường xá xa xôi. Em muốn anh lên em, mà em không xuống được không? Cũng được. Sao cũng được cái siêu vậy? À được được, em được, được. Trời ông kia lanh lắm mà. Tự nhiên cái em câu chữ em nó đi đâu hết trơn luôn. Bây giờ đứng lên hát tặng bạn gái bài đi cho nó sớm nè. Anh hát nha. Trời ơi, một tràng pháo tay lấy tinh thần cho bạn ấy thôi. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta lại không nói ra. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường, nhưng trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha, cho quá khứ hai ta cùng đi qua. Hay quá. Được. Được. Hát được. Rồi. Rồi thôi bây giờ mình nói một câu gì đó thiệt là lãng mạn. Như là cũng có nghĩ sẵn trong đầu mình để nói chuyện với em, mà sao tự nhiên lúc mà kéo cái miếng này ra cái anh câu chữ anh nó chạy đâu hết trơn. Anh quên hết luôn. Nhưng mà bây giờ nói chung là anh còn nhớ mỗi con điều, là nói chung là bây giờ là sắp tới đây thì mọi chuyện diễn biến như thế nào anh không biết, nhưng mà nếu như anh có cơ hội để em bấm nút á thì anh phải làm một điều mà từ trước giờ anh chưa bao giờ. Ngồi yên làm gì eo vậy? Em lấy niềm tin vậy. Thôi em ngồi im. Là nếu mà anh được có cơ hội được em bấm nút á, thì anh sẽ cố gắng hiểu em nhiều hơn. Dạ. Và sẽ làm cho em vui. Dạ, anh đâu. Dạ. Rồi, hết thời gian. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn nhá, không ai ép mình cả. Bấm nút là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Bấm tay nhau. Bấm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Yeah. Gửi tặng các bạn. Xin phép cô hôn bạn gái. Cô cho con hôn em nha cô.
gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton, máy nước nóng hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Dạ, cảm ơn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Mời đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu trước đi. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Thị Thạch, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, mà quê gốc của em thì ở Bình Định, làm việc và sinh sống tại quận 7. Em đang công tác tại phòng kỹ thuật của Tổng công ty Mai Nhà Bè. Mời bạn nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, các bạn khán giả và bạn nữ. Em là Hồ Bình Ngọc Quang, thì em sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu, quê gốc thì ở Quảng Ngãi. Dạ, em đang công tác tại quận 2, tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. Em làm bên kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng? Dạ, chuyên quản lý về khối lượng và chất lượng công trình. Lý do tại sao bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ? Em vẫn còn e sắc ế anh. Mình đã trải qua mối tình nào chưa? Em đi học đại học thì cũng có trải qua hai mối tình nhưng mà không được bao lâu. Hầu hết đó mọi người nói là nhìn mặt em không ai tin em ế hết. Với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều. Thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì là một người năng động, thích tham gia các hoạt động phong trào của trường, của công ty. Trong công việc thì em rất là tỉ mỉ. Còn về điểm yếu thì thỉnh thoảng em hay nóng tính. Rồi khi mà em bực mình á chị, em hay làm bà làm bầm lắm. Một mình á, mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng. Em nói xong là xong. Không sao, vậy cũng thẳng thắn, người ta cũng dễ nhìn nhận được mình đúng không? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tính hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi. Kéo dài khoảng từ 1.5 năm đến 2 năm. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện, tự tin. Và mình giải quyết được vấn đề một cách rất là nhanh. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì hiện tại em không biết cởi đồ. Cái này em làm được anh, tại vì em học chuyên ngành may. Ủi đồ mà không biết do đơn giản mà. Những cái bộ quần áo của em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo. Ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ bạn là ai ủi? Dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nhăn, tại em làm ngoài công trình đó chị, cho nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy. Đồ ấy to lắm. Không, em ngủ say lắm anh. Em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết đâu. Cũng may quá, để vậy mới được. Được, vậy là hợp đó. Rồi, mình có cái đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào? Anh ấy phải cao từ 1m68 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị ơi. Được. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. 1m6, rồi dạ. Quê phải gần Đồng Nai, gần nhà em. Anh ở Vũng Tàu em ơi. Được luôn. Rồi, dạ, nữa. Dạ, em thích người theo mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình á. Phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào sai chiều đó. Bạn trai mình có chính kiến, có lập trường không bạn trai? Dạ, chính kiến em vững lắm vậy. Khi mà em ra quyết định rồi, nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á. Mà ngoại hình mặt mũi mình có mẫu người lý tưởng nào không? Em không quan trọng về ngoại hình. Em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Rồi, vậy thì bạn trai thì sao? Mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè? Bạn gái thì chỉ cần ăn mặc đơn giản, không quá hở này hở nọ thôi. Chiều cao thì khoảng tầm 1m58 đến 1m62 chẳng hạn. Tương đối vừa người là được. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ngồi lên đôi mắt đó chị. Là nhiều chuyện. Cái này em không có anh ơi. Dạ. Có không? Dạ không. Nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được? Bạn trai. Cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 có thể mình lập gia đình là được. Dạ, em cũng có suy nghĩ như vậy. Em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng. Quan trọng là cái tình cảm của mình á, nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới thôi. Dạ. Vậy trước khi chị coi mặt em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không? Chị qua chị hỏi luôn cho. Không được ở dơ quá. Anh này ở dơ quá thì dơ luôn. Bây giờ thấy sao dơ dữ biết. Không có ở dơ không anh? Dạ, ở dơ thì chắc là không. Nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á. Rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không? Dạ không, phải tắm mới ngủ. Phải tắm mới ngủ. Dạ. Nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì. Bữa nay ta lên đây người ta cần ráng vớt bộ đồ vía vô thôi bình thường. Không, em mới từ công trình chạy ra luôn chị. Ủa vậy hả? Dạ. Nhìn thấy là biết là không có
ở dơ rồi. Được ha, vậy là cũng ổn ha. À, mình có phải làm dâu gì không? Dạ, làm dâu thì em xác định em ở thành phố cho nên cũng làm dâu cũng không cần lắm. Rồi, lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, tài chính ai quản lý? Dạ, tài chính thì đương là vợ giữ rồi, còn cho gì bao nhiêu cho. Vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ? Dạ, giờ thời phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị, cùng đi làm xây dựng mới tốt chứ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Bạn trai rất là chính xác và chính chắn luôn ha. Bây giờ đến xem nhà bên nữ như thế nào đây. Rồi, chào em, xinh gái quá. Anh mà xây dựng đó, hay đi đây đó hoài luôn, em có ngại gì không? Cái công trình á. Có ghen không? Dạ, quan trọng là ở con người đó anh. Nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á, thì em có giữ 24/24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi. Còn nếu như á, là một đâu còn người ở đây đâu. Dạ, nếu như mà ảnh đã thật lòng với mình á, thì em nghĩ á, là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì ảnh chỉ nhìn cái thôi, nhưng mà trong lòng ảnh có em là được. À, có nghĩa là gặp gái đẹp vẫn cho nhìn đúng không? Dạ, nhìn được. Nhìn cái được chứ nhìn cái thứ hai, đừng nhìn cái thứ ba thôi. Rồi, ổn rồi. Là ổn. À, hai người này thế hợp đó nha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Dạ, em đi với ba người bạn thân chị. Rồi. Hello, chào các bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em là bạn ở cùng phòng với Thạch. À, em thấy anh bên đây thì rất là hiền, dễ thương á. Dễ thương quá. Thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ bỏ béo cho Thạch được. Không, đâu có ổn đâu, không có ổn đâu. Nhìn anh mà. Là em cũng biết rồi ha. Anh thì ăn gì cũng dễ, nên nuôi chắc cũng dễ lắm á. Bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ, em đi với lại một đồng nghiệp và một người anh. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Thường. Anh thấy ok, em gái này cũng rất là hợp với em. Ở nhà thì không có ai ủi đồ hay gì đó. Thì thấy bạn ủi đồ hoài mà học không có ủi đồ ha. Lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả? Bạn đó có cái tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai ra không? Em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt. Ủa vậy anh hay lên mạng với anh có sống ảo không anh? Không, anh sống thật đó mấy ơi. Lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à. Vậy là giống em rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha. Rất dễ thương, xinh xắn nha. Rồi, nào. Chào em. Thì qua Trinh nãy giờ cho đổi á, anh cũng có cảm nghĩ là em thú vị đặc biệt. Anh làm công trình gì á, hay nhậu không anh? Nhậu thì cũng có, nhậu với đối tác, nhậu với nhà cung cấp, nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có. Nhưng mà mình biết điểm dừng. Biết điểm dừng là được. Đôi lúc cũng có say nhờ đồng nghiệp cũng đưa về nhiều. Vậy là sau này nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say anh có thể gọi cho em sẽ tới đưa anh về. Cảm ơn. Dễ quá trời. Tình hình hẹn hò sao bạn? Dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em xin được hẹn hò ngay luôn ạ. Nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 rồi, gần bạn nữ rồi về tiền. Đúng rồi chứ ai hẹn ở Bình Thạnh. Thỉnh thoảng mình cũng phải, nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được. Không cần đâu, anh sẽ tự động qua. Rồi. Con cái người nào thích trai gái gì đó? Anh trai gái gì cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ em thì em thích con gái hơn. Sinh con gái đầu lòng trước á thì sẽ là chị của gia đình. Em hy vọng là sinh hai đứa, đứa đầu tiên là con gái, đứa sau là con trai, gái gì cũng được. Thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Làm sao mình thuyết phục đối phương đi. Tỏ tình với nhau. Đúng rồi. Nãy giờ anh cảm nhận người em rồi, không biết các em cảm nhận anh như thế nào? Thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em, là em thích một người hơi tròn một chút. Khi ôm sẽ có cảm giác hơn, tại vì em hơi gầy á, cao hơn em là được rồi. Thì anh giờ cũng không biết nói gì. Thôi anh cũng hát dở lắm. Nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài Mùa Xuân Đó Có Em. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cõi mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ
bàn tay nên yêu hoa cúc, bàn tay yêu hắt lọt lệ sầu. Rồi hết chương trình. Một giọng ca hết sức là tự tin. Nãy có đem gì tặng bạn gái không? Dạ nãy em có giỏ hoa mà để quên chứ. Dưới nào? Dưới đó. Dưới đó là đâu? Có giỏ hoa tặng bạn gái cũng quên, nó nằm đây nè. Ồ dạ. Trời ơi thiệt. À, này, anh có giỏ hoa sẽ tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà muốn tặng anh. Đây là cái món quà mà tự tay em làm. Nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em sẽ hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Hỏi đây coi gì, gì mà dễ thương quá vậy. Mời xuống cho tôi coi cá đi. Wow, ngủ ngon nghe. Cảm ơn em. Quá chu đáo. Rất là dễ thương, rất là tỉ mỉ. Chúc anh ngủ ngon, chị nằm xuống ngủ rồi. Đúng rồi, ngủ để... Mày dễ ngủ lắm. Ngủ trước đó. Ngủ ngon á, nãy em ngủ không được đâu. Rồi, hai bạn đặt tay sau nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để xem hai người có nằm chung cái bao gói đâu. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, để bấm nó không vô. Quá bấm nó không vô. Quá lo. Rồi nắm tay nhau đi các bạn. Nhà đi. Nào rất đẹp đôi. Ta hôn vậy mới hôn. Đúng rồi. Nó phải vậy chứ. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản HCB trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đây quà của bạn. Ôm thật chặt quà và nắm tay thật chặt người yêu. Phải đi đến bến bờ hạnh phúc nhé. Rồi chúc mừng hai bạn. Có quán cháo lòng và vấp. Lúc rảnh phụ bán cháo lòng được không? Dạ được chứ. Được ha. Mỗi ngày trả lương 3 tô cháo lòng. Không, em nghĩ chắc phải 5 tô. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi. Chúng ta sẽ tiếp nối niềm vui đó với cặp đôi thứ hai. Xin mời, hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Kỳ, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Hà Tây, em vào Sài Gòn được 15 năm rồi. Hiện công việc em đang làm là em có quán cháo lòng ở Gò Vấp. Cháo lòng? Dạ. Bạn nấu luôn? Dạ. Hay quá. Chúng cho địa chỉ ăn nha. Dạ. Ăn cháo lòng không em? Xuân Kỳ, 26 tuổi, bán cháo lòng. Rồi em giới thiệu mình trước đi đã. Dạ, em tên là Phạm Thị Xuân, em quê ở Nam Định. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên trong công ty Mai. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Rồi đó giờ có ăn cháo lòng chưa? Dạ có. Có thích cháo lòng thành phố không? Dạ có. Ngon, cháo lòng ngon, bây giờ quẩy nữa ha. Em làm công việc giờ hành chánh đúng không? Dạ đôi khi có tăng ca một xíu. Lúc rảnh phụ bán cháo lòng được không? Dạ được chứ. Được ha. Em cũng thích kinh doanh nữa. Ủa cái tiệm cháo lòng mình quy mô đông khách nhất rồi, chưa được bao nhiêu khách em? Dạ 80 người chị. Wow. Vậy là to lắm à. Được ạ. Có nhiều nhân viên phụ không? Dạ bây giờ thì chỉ có một thôi. Tại bây giờ khó khăn rồi chị. Dạ. Rồi mai mốt có bạn gái phụ không có lấy lương chịu không? Dạ chịu chứ. Chịu chứ. Mỗi ngày trả lương 3 tô cháu lòng. Không em nghĩ chắc phải 5 tô. Ăn gì dữ vậy? 10 tô cũng được chị ơi. Rồi thôi được rồi. Về làm bà chủ quán cháu lòng luôn ha. Bạn dạ. Bán cháu lòng thì có đôi khi có nhiều cô nữ ra ăn cháu lòng ha. Có khi nào rồi có cảm mến với ông chủ hàng cháo không? Dạ không, thường thường đến quán ăn toàn đi cặp đôi không à anh ơi. Dạ. À, okay. Dạ. Có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có một mối tình cách đây 3 năm rồi. Rồi sao lý do chia tay? Quê của bạn ấy ở ngoài Bắc thì bạn ấy vào trong này làm việc. Khi tụi em yêu nhau thì gia đình bạn ấy nói vì hoàn cảnh địa lý xa xôi cách trở quá nên không cho quen.
Rồi, bạn gái thì sao? Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em thì chưa trải qua mối tình nào và cũng chưa yêu ai hết. Chưa yêu ai hết? Dạ. Vậy là chưa được nắm tay? Dạ. Ôi dồi ôi, thích quá. Thôi thôi, làm như bạn bên đây vậy. Bạn bên đây chưa thích, bạn mới thích rồi. Thì người ta làm mai mối, người ta thấy vậy, người ta cũng thích dùm cho bạn trai. Bạn bên đây cười chúm chím. Nhớ cho địa chỉ cái lòng tôi tới ăn miễn phí nha. Dạ, dạ. Rồi, nhớ đó. À, bây giờ mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người thế nào mình? Em thì không có cần người đẹp trai lắm. Yêu cầu là cao hơn em một xíu. Là cao 1m60 trở lên. Không được ổn định. Mét mấy? 1m60 trở lên. Dạ 1m66 chị ơi. Được. Được. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích người da trưởng, khoe khoang. Không thích người ăn mặc quá lè loẹt. Không lẽ bán trong lòng mà bận đồ tất cả không hết hả? Em bận thường thường, mình buôn bán mình bận đồ gì em? Dạ em mặc đơn giản lắm chị ơi, áo thun với quần ngủ à. Ờ. Dép Lào. Dép Lào. Dạ. Vậy được chưa? Dạ được rồi. Được ha. À, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Em biết thêu thùa may vá. Còn khuyết điểm thì em vẫn còn một phần của người Bắc nữa nên em nấu ăn hơi bị mặn một chút xíu. Mốt đừng có nêm nồi cháo nha. Dạ. Ba nêm ta bán đắt rồi, đừng có về là nêm dạ. Mất công lắm à. Rồi bạn trai. Bạn trai. Bạn tìm một cái người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Nói về tính cách thì biết lễ phép với người lớn, không đua đòi xe xua. Là cao thì khoảng 1m55 là được rồi. Màu da với cân nặng thì cũng không quan trọng lắm, cứ... Màu cháu lòng cũng được ha. Không thích bạn gái đi chơi về khuya, đi những nơi ồn ào. Ủa rồi 26 tuổi trẻ măng mà không thích ồn ào hả? Bị mắc bệnh của người lớn tuổi hay sao? Em không có đi đâu mấy. Rồi đi với em mà về khuya được không? Dạ em cũng không có về khuya được. Rồi thường em bán tiệm cháo lòng là mấy giờ đóng cửa? Dạ em bán đến trưa 12 rưỡi nghỉ rồi chị. Rồi cái là đi chơi phải về sớm. Dạ em tại em dậy sớm lắm, 3 giờ em dậy. À hiểu rồi, hiểu rồi. Mà bán cháo lòng đẹp trai quá vậy ta. Vậy rồi phải có mấy cô nào mê chứ. Sao nó thay thiệt bán đi. Bán cháo lòng mà mặc hủ tiếu á. Khai thiệt đi. Ừ, có cô nào đang để ý không? Dạ em không biết nữa, không biết có ai để ý không. Mà em có để ý ai không? Dạ không. Chắc chắn nha. Có mấy cô bán hủ tiếu kia mình có đi. Dạ chắc chắn không có ai. Nhưng mà mình có nãy giờ mình chưa có nói về cái ưu điểm khuyết điểm của mình á. Khuyết điểm của em thì là hay quên lắm vậy. Rồi không có được lãng mạn. Tắm cũng lâu, ăn vặt nhiều. Mỗi lần vào tắm tới cả 30 phút thôi chị. À để cho nó bay bớt mùi trong lòng phải không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, cũng quan tâm tới mọi người. Em không có hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không có, nói chung không có dính đến tứ đổ tường. Tốt, quá tốt. Nói bán cháo lòng cũng phải lãng mạn chứ. Bữa nào sinh nhật cổ xong mình để hoa hồng đầy cái nồi cháo lòng hết trơn. Sinh nhật cổ đãi cổ dễ lòng. Đãi cháo lòng không? Để trên bàn hoa đủ thứ hoa. Mời em ra ăn cháo lòng. Trời ơi, thí dụ vậy. Không, cặp này tôi thấy được rồi đó. Tôi là ưng ý ăn cháo lòng này rồi nè. Trời ơi, đẹp trai lắm á. Anh xem, xem. Chào anh. Chào em, dễ thương quá. Anh ấy là một chàng trai mà anh rất là tin tưởng. Nhìn trẻ trung lắm em, nhìn như hot boy vậy đó. Ừ. Ha. Không ăn chơi, không thuốc, không uống rượu hết trơn á. Nếu một cái người bình thường là cũng nghi vấn lắm. Dạ. Nhưng mà anh này thì anh thấy đảm bảo. Man. Rất là man. Cũng man đấy. Dạ. Hiền lành nữa. Em không thích gì người đàn ông không? Em không thích người gia trưởng và khoe khoang. Em có gia trưởng không em? Dạ không anh ơi. Được rồi, nãy chiều bán cháo lòng là anh thấy được rồi đó. Khỏe. Thôi bán cháo này nếu mà đông khách lời lắm em. Lời lắm đó. Dạ. Cô cháo vốn có 2.000 bán 20.000 là 18.000. Nói chơi thôi. Được rồi đó. Bây nhưng giờ... mà bây giờ lấy nhau về mà công việc ảnh vất vả quá, 3 giờ khuya phải dậy rồi. Ví dụ ảnh yêu cầu em nghỉ việc luôn về đặng mình khuất trương cái tiệm cháo lên cho nó lớn á, em chịu không? Dạ không chị ơi, em bán đến khi nào em xây nhà xong rồi em về Bình Dương em ở. Em tại em cũng xây phòng trọ gì đó chị, kinh doanh phòng trọ. Ồ, quản lý phòng trọ là... được ha. Dạ. Ổn định nha. Dạ. Theo chồng được đúng không? Dạ được. Được rồi, mình cưới luôn đi. Được á. Về khuất trương về xây nhà trọ bán cho lòng ở nhà trọ dạ. Luôn ép tay luôn. Hỏi người thân mình đi theo đi để tin lời ông mai bà mối. Em có đi chung với chị của em ạ. Em xin chào mọi người ạ. Em thấy bạn nam này chín chắn và hợp với em gái em ạ. Hợp chỗ nào vậy chị? Thì tính cách rất là hợp, hiền và không uống rượu, không hút thuốc và chăm chỉ ạ. Nói gì em chị? Em trai nói với chị. Dạ, cảm ơn chị. Nếu em quen bạn gái bên cạnh em hứa sẽ chăm sóc và không để cho bạn ấy phải buồn nhiều. Mời chị đến ăn cháo lòng đi em. Nói đi luôn, nói đi chị luôn. Dạ mời chị hôm lúc nào rảnh thì đến số nhà 79 Lê Đức Thọ, phường 17 Gò Vấp ghé ăn cháo không biết chỗ ạ. Cảm ơn. Bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với chị họ em và hai người bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ chào chị. Thấy em gái nhìn rất là hiền lành. Dạ. Rất là dễ thương ạ.
em thấy hợp với em trai em. Bởi vì thực ra em trai em thì ở nhà là một người rất là hiếu thảo, kính trên nhường dưới và mẫu mực lắm, chăm chỉ lắm. Và rất là được lòng tất cả mọi người. Chỉ có điều là không được lãng mạn lắm vậy ạ. Nhưng mà em rất là quan tâm và rất là chu đáo. Vậy tốt. Chị khỏi nói thì Linh cũng nhận ra điều đó. Dạ. Đây là một chàng trai mà cũng thuộc dạng kiếm quý một chàng hiếm trai đó. Trẻ dạ. Như vậy mà chí thú làm ăn rồi thì dạ. Buổi này rất khó. Dạ. Ai, thôi, rồi kéo màn lên cho hai người gặp nhau. Hai bạn sẽ gặp nhau nha. Hai, bắt đầu. Chào em. Chào. Có quà tặng. Cảm ơn anh. Em cảm nhận với anh thế nào? Như chị em nói là cũng hiền, thanh thản, thẳng thắn. Khen đẹp trai không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Em thì em không thích khen quá như vậy, tốt nhất mình khen bình thường là được rồi, không để người ta cũng vui mừng quá. Mà thấy đẹp trai cứ nói đẹp trai, không có gì đâu mà ngại. Anh thấy đẹp trai đó. Ngày cuối tuần rảnh thì em thường làm gì? Chiều chiều thì em hay đi uống nước với bạn bè. Còn anh? Anh thì cứ ở nhà không à. Lâu lâu bạn gọi đi uống cà phê hay đi ăn vặt thì đi, còn đâu không ở nhà không. Bạn trai thấy bạn gái như thế nào? Mình có rung động gì chút xíu nào không? Là bạn gái dễ thương, thấy run run rồi anh ơi. Thấy run run rồi không? Run run là được rồi. Nếu chúng ta đến với nhau thì em thích có mấy đứa em không? Thì em thích hai thôi, gái hay trai không quan trọng. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì con cái là do trời cho thôi, thì cho cái gì là cũng mình cũng quý cái đó rồi. Nếu chúng ta đến được với nhau thì em có dậy sớm để làm hàng được cùng với anh không? Em thì dậy sớm nhất chắc khoảng 5 giờ thôi, chứ không để dậy sớm đúng lúc 3 giờ. Không, cứ dậy sớm thì chắc cũng mấy tháng nữa là cũng hết rồi. Xong công trình thì cũng anh cũng phải chuyển về đó nhờ rồi. Đến lúc đó thì thời gian cũng rảnh nhiều, thời gian tìm hiểu nhau thì cũng nhiều hơn. Bạn Nam hát bài hát gì tỏ tình lãng mạn tặng bạn gái đi. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những yêu thương phút giây này anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Cảm nhận thế nào? Em thấy bạn hát cũng được, không nên nói tồi lắm. Không nên nói tồi lắm. Hết thời gian. Rồi, suy nghĩ thật kỹ, đây là giây phút rất quan trọng. Mình trao đổi để mình cảm nhận coi mình có cảm xúc, có rung động với người đối diện của mình hay không. Đây là giây phút thiêng liêng và quan trọng. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Một cái kết rất đẹp. Nào, nắm tay nhau. Xứng đôi ha. Hôn nhau. Hôn đi bạn. Thôi có để sau đi ạ. À? Không có sau. Xuất sắc. Được không? Được. Thơm không? Là thơm. Có mùi trong lòng không? Hiện tại thì chắc là không hay sao. Âm nửa tiếng lẫn tẩy hết rồi. Chàng trai rất là dễ thương ha. Một cái người mà có ý chí á. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại các bạn một ngày sớm, với một tấm thiệp mời và cái sự phát triển về kinh tế trong gia đình. Đây là chiếc vé xem phim tại hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Và đây là một thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng JCB tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ áo cưới Milan. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Thị Khuyên và em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang giảng dạy tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Em dạy về tài chính. Tài chính. Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Trị. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Em tên là Phương Đông, năm nay em 32 tuổi. Em hiện tại là nhân viên kinh doanh của công ty kỹ thuật tự động An Dương. Quê bạn ở đâu? Em là người gốc ở ngoài Bắc. Hiện nay sống thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, em sống ở thành phố. Với ai?
Dạ, em sống với lại ba mẹ. À, một cô giáo dạy đại học rất là duyên dáng, tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, trước đây em cũng có hỏi câu đó. Nhưng mà sau khi em xem chương trình của mình á, em thấy là ế thì nó không phân biệt chiều cao, cân nặng, không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, giới tính. Cho nên thì ai cũng có thể ế. Thay vì em hỏi là tại sao ế thì em hỏi là làm sao mình hết ế. Cho nên là hôm nay em có mặt ở đây. Mình giới thiệu một chút về năng lực của mình, điểm mạnh, điểm yếu. Dạ, điểm mạnh của em là em lạc quan, vui vẻ, thích làm việc và em thích trải nghiệm. Sự đoản thì là hội họa, em vẽ rất là xấu. Còn nếu mà tật xấu thì em nghĩ là mình thất thường. Tức là có thể là sáng nắng, chiều mưa. Bạn có mối tình nào chưa? Dạ, nếu tính là mối tình thì em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ, gần 2 năm. Rồi, đó là cái tiểu sử trích ngang ngắn gọn của bạn gái. Còn bạn trai thì như thế nào? Điểm mạnh và điểm yếu của bạn? Tính của em thì rất là hòa đồng, mà cũng vui vẻ, cũng thích hài hước. Điểm yếu là gì? Có đôi khi thì cũng làm biến. Làm biến? Dạ. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà mối tình song phương thì chưa có. Chưa có luôn. Mối tình đơn phương thì? Đơn phương thì có hai mối tình đơn phương. Vậy thì mình sẽ tìm đối tượng như thế nào đây? Dạ, em cũng rất là dễ tính. Chủ yếu bạn ấy hiền là được. Hiền thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả bạn? Dạ, cái hiền là được. Có một số cái nhỏ nhặt khác nhưng mà không thôi, sao. Thôi kể luôn. Nói đi, luôn đi. Xem thế nào. Dạ, ví dụ như là thích nấu ăn ạ, thích đi du lịch, con người nên vui vẻ. Những cái tiêu chuẩn ảnh đưa ra thì em nghĩ là em được bao nhiêu phần trăm? Em có hiền không? Dạ, mọi người nói em hiền. Biết nấu ăn, biết không? Nấu ăn không? Em biết nấu ăn. Vậy là được rồi. Ảnh có nhiêu đó yêu cầu à? Dạ, dạ, bạn thích mọi người lý tưởng là người như thế nào? Thứ nhất là phải có chất đàn ông. 32 tuổi chưa có bạn gái đó, tôi không biết có đàn ông hay không. Chút qua coi mới biết được. Dạ, hiếu thuận, kiếm được tiền nhiều hơn vợ. Có một ước mơ hoài bão để mà mình luôn mình cố gắng. Rồi còn điều gì nữa không? Em thích những người đàn ông nhanh hậu, thích giúp đỡ người khác và đặc biệt là yêu trẻ con. Bạn trai, với những tiêu chuẩn bạn gái vừa đưa ra thì bạn nghĩ như thế nào? Em thấy thì cái điều cuối cùng là chắc rồi. Yêu trẻ con á hả? Dạ, em thì rất là thích con nít á. Và em cũng dụ được con nít khá tốt. Dụ con gái được không? Dạ, con nít thì con gái, con trai em dụ được hết. Dụ con gái lớn được không? Dụ được thì không ngồi đây anh. Bây giờ thế này thì hai người thể hiện tài lẻ về mình chút xíu đi. Bạn trai có gì cho nó sớm tụ lên xíu không? Dạ, em thì thích rock nhưng mà sợ mọi người ở đây thì nếu mà mạnh quá thì khó nghe. Không sao, không càng sao. Mạnh càng ở tốt. Ở đây thích mạnh lắm. Trời, trong đây phòng này kích động lắm. Vỗ tay quý vị. Đứng lên, nào, rock. Hoàng quả vô nha. Em cười thứ tha, gõ lên cánh cửa nhỏ, đánh thức ước muốn từng ngủ quên. Gọi tên tôi, thoát xa cơn mê này, tranh vênh bờ đến sau bao gọi mời. Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cam dô để quay về. Ở đó có tôi với em, này đây tiếng gọi rất quen. Thôi ngọn lửa bùng cho mắt thêm sâu, hẹn ước ngày tháng em đêm. Dạ xin hết. Trời ơi trời. Này rock không nổi rồi. Này do rock nhưng mà rock mía. Ăn nước. Em hát một bài lại cho chị nghe cho nó xôm lên xíu ơi. Bạn kia làm bể quá. Dạ thì em sẽ hát bài Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Rồi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi chiêu phong đứng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi. Wow. Hay đấy, cô gái nhất hát là không phải là véo von, véo rất nhẹ. Chào em. Chào Hiền nha. Nghe giọng hát của em rất là hay, rất là xinh đẹp, giỏi nữa. Vậy thì tất cả hình như nó gần như hoàn thiện rồi. Em có yêu cầu gì bên đàn trai bên đây không? Dạ không. Không có đúng không? Dạ. Có yêu cầu có nhà cửa dở luôn không? À, có nhà tốt ạ. Được. Vậy là
Em trai yên tâm rồi ha. Bạn không thích điểm gì ở người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông lười biếng, phải biết chơi thể thao. Mẫu người lý tưởng của em là ai em? Dạ MC Phan Anh. Phan Anh hả? Khó à. Đây chắc Phan ngàn quá. Có chơi môn thể thao nào không anh? Dạ có. À, bạn lười biếng là lười biếng cỡ nào? Dạ nhiều khi không có. Ngày nào cũng nấu. Em nói chung cũng biết chăm sóc bản thân đó. Cũng sạch sẽ chứ không có ở dơ. Chứ lười biếng cái gì? Lười biếng là nhiều khi nằm ăn ngủ cả ngày, cứ ăn mới ngủ không. Lâu lâu mới làm việc. Bây giờ nó có cái này nè bạn. Dạ. Ở bên kia bạn bạn gái đó cần người đàn ông phải thu nhập cao bằng ấy. Dạ. Vậy thì mình có một cái hướng phát triển tương lai nào đó. Em muốn làm gì đó cho riêng em không? Em thì rất là thích làm kinh doanh. Cái môi trường hiện tại của em thì khá là tốt. Em thấy là có thể phát triển được. Giám đốc cũng muốn ngỏ ý là muốn cổ phần là tham gia vào với công ty. Đó. Thì đó cũng là một kế hoạch kinh doanh đó kế bạn. Kinh doanh đó. Hôm nay bạn nữ mình có đi với người thân không? Dạ, em đi với em trai với em. Dạ. Rồi, chào hai em. Dạ, em xin chào anh Linh, chào chị Tường ạ. Rồi, chào, chào em ở đây ạ. Thì em có thể nhận xét về chị gái của em là ngoài hình thì có vẻ là hơi nhỏ nhắn một tí, nhưng mà bên trong chị là khá là bản lĩnh. Thì nhận xét về cái anh bên này á, thì em về cái tính cách hay là cái ngoại hình á thì em không dám đánh giá, nhưng mà em có một nhận xét đó là khá là vui và làm thú vị. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em trai. Rồi, rồi. Bạn trai đi có đi với ai không? Dạ, hôm nay thì em đi với hai người bạn của em là cũng học chung đại học từ năm 2002 đến giờ chơi với nhau. Rồi, rồi chào đâu, chào hai em. Cô gái bên kia thế nào? Em chào anh Linh, chào chị Cát Tường. Với những gì bạn thể hiện ở đây á, thì em có hai cái đánh giá là thứ nhất á, bạn duyên dáng, và thứ hai là có chiều sâu. Còn về bạn em á, tóm gọn lại một câu là đơn giản, vui vẻ. Rồi, cảm thì ơn nếu bạn. Như mà hai bạn mà có cơ hội, hai anh sẵn sàng làm cái nguồn cung cấp và thông tin rõ nét và chính xác nhất về bạn của anh cho em. Trời ơi, có đồng minh, có đồng minh. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Ta có 2 phút, 2 phút bắt đầu. Thì hôm nay gặp mặt thì anh cũng có món quà tặng. Em cảm ơn anh. Là con trai thì chắc nên nói trước những cái điều mà anh muốn hỏi hay muốn biết về em thì nó nhiều lắm. Sợ thời lượng chương trình chắc không đủ. Thì thôi em có hỏi hay đánh giá gì về anh thì em nói trước. Ở trong cuộc sống á, anh có thứ gì mà thích vô điều kiện không? Chắc con nít. Con nít. Ngoài ra có gì nữa không? Bây giờ cũng chưa nghĩ ra. Đối với anh á, thì bạn gái và sau này là vợ á, thì anh sẽ xếp thứ mấy trong những cái điều mà ưu tiên trong cuộc sống của anh? Anh thì theo quan điểm thế này, bây giờ nếu mà em hỏi anh á, là bên vợ hay là bên mẹ, mẹ là mẹ anh á, thì anh á là có vợ thì bên vợ, có mẹ thì bên mẹ, có cả hai người cùng lúc thì anh im lặng. Dạ. Anh hỏi em. Em hết rồi. Em là giáo viên. Dạ em là giáo viên. Giảng viên của đại học. Dạ. Vậy là em là thạc sĩ rồi. Dạ đúng rồi. Thế thì em học cao anh anh. Bây giờ bạn cảm thấy là bạn phấn khích, bạn yêu quý, bạn nể phục hay bạn cảm thấy lo sợ, mất tự tin rồi dạ, rút lui? Không có lo sợ. Gặp mình anh gái thì đâu có gì lo sợ. Mạnh mẽ lên. Dù em học cao hơn anh nhưng anh chắc chắn lương sẽ nhiều hơn em. Về cái chuyện mà em nói lương đàn ông phải nhiều hơn phụ nữ á, thì nói thật ra là về cái công việc hiện tại á, thì anh cũng có hướng phát triển rất là tốt. Sau này là sẽ chăm lo cho gia đình. Bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào? Mình có thấy chút tình cảm gì nó nhen nhóm không? Em cảm thấy anh là một người chân thành, anh vui tính và anh là một con người đơn giản. Em cũng thích một người đàn ông mà suy nghĩ đơn giản. Nhưng cảm nhận của em về anh thì em muốn là một người bạn hoặc là một người anh hơn là một người bạn đồng hành. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Dạ. Rồi, mời bạn đặt tay lên nút. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ điều kiện gặp nhau, cơ hội gặp nhau và cơ hội để chúng ta bấm nút tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bắt đầu. Một,
2 3 Hết thời gian. Tôi rất là quý bạn. Khi mà tất cả những gì diễn ra, bạn vẫn bấm nút, có chứng kiến, nói lên suy nghĩ của mình. Rất tốt. Cảm ơn. Bạn gái thì cũng rất rõ rồi ha. Có thể là nó cũng chưa có duyên với nhau, chưa hợp với nhau. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho mình một nửa yêu thương trong chương trình Bạn Muốn Hò ở câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ offline để các bạn gặp nhau, có thể có những cái tình yêu chéo. Và khán giả xem truyền hình ơi, biết đâu một trong hai bạn là đối tượng của mình thì sao? Hãy chọn cho mình một đối tượng, một nửa trái tim quý vị nha. Đây xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúng ta sẽ là bạn với nhau. Đúng biết rồi. Đâu đó chúng ta sẽ giúp đỡ được nhau, hỗ trợ được nhau rất nhiều trong cuộc sống. Dạ. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình. Dạ. Rồi, chúc hai bạn sẽ thành công trong công việc. Cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ muốn từng sau cũng được, có gì đâu. Ờ ghê vậy. Sốc nha. Dạ. Mặc dù là cặp đôi đầu tiên không thành công nhưng mà không sao, ông mai bà mối vẫn rất là hăng hái và tiếp tục mai mối cho cặp đôi thứ hai, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tạ màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi chúng ta hãy giới thiệu về nhau. À em giới thiệu trước. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Thanh Mai, năm nay em 24 tuổi, hiện là giám sát viên tại khu vui chơi trẻ em. Quê mình ở đâu? Dạ nói về quê hương thì nó hơi dài dòng đôi thôi. Ba em là người Hà Nam, mẹ em là người Hà Tĩnh và em sinh ra và lớn lên ở Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tự nhiên Hà Giang, Hà Tĩnh, mình tưởng đâu là ở Hà Nội, tự nhiên sao xuống tới Rạch Giá, Kiên Giang. Hai đầu nỗi nhớ. Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Văn Minh Tuấn, năm nay 28 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Tên của em thì hợp lại chứ, thứ nhất là Văn là Văn Võ, Minh là Thông Minh, còn Tuấn là Tuấn Tú. Đó là kết hợp giữa ba cái đó vào cái tên của em. Trời ơi, dữ. Văn Võ Thông Minh Tuấn Tú. Ủa mà đó là cái tên thôi, rồi còn cái người của bạn có giống như cái tên không? Nó cũng được 80 đó chị, tới tuần rồi. Vậy là quá tốt rồi. Dạ. Tự tin quá. Tự tin tốt em, kệ. Hai đối tượng giới thiệu đều sốc hết. Bạn đi làm du lịch được bao nhiêu năm rồi? Dạ năm nay là năm thứ 6 ạ. Đi nhiều như vậy không lẽ mình không tìm được đối tượng cho mình ạ? Dạ tại vì đôi khi mình đi làm quá nhiều đam mê công việc thì khi mà quay lại là bây giờ là mình đã 28 tuổi rồi. Nếu mà lấy vợ về thì mình ở đâu? Không có điều kiện thì mình sẽ mướn phòng trọ, còn có điều kiện thì mua chung cư. Đó, đó là tương lai bạn ấy đang hướng tới đây. Phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ muốn thực tuần sau cũng được, có gì đâu. Ờ ghê vậy. Sốc nha. Dạ. Không mua trả góp. Như bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Tuần sau cũng được. Dạ không, đó hơi gấp, mình làm không kịp. Em muốn hỏi là anh quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân và gia đình? Có vợ thì phải lo cho vợ, có con phải lo cho con. Dạ em được biết là hướng dẫn viên du lịch thì đi rất là nhiều. Chắc cũng anh cũng đa tình dữ lắm phải không anh? Ai cũng nói thứ nhất là hướng dẫn viên du lịch, thứ hai nữa là tài xế. Có nhiều vợ, nhiều người bạn gái, thật sự ra khi mà lâm vào cái nghề của mình rồi mới biết được, không bao giờ như vậy. Trời, cái nghề mà ông dùng từ lâm vào nghe thấy ghê. Nếu mà anh lấy vợ về thì có ở chung với ba mẹ không hay là ở riêng? Tất nhiên là phải ở rồi, tại vì gia đình chỉ có một mình anh thôi. Anh là con một? Không, với một đứa em gái nữa, như anh mà là con trai. À con trai một. Đúng rồi. Chắc con cưng dữ lắm ha. Không có cưng gì lắm, cũng vừa vừa thôi. Nãy giờ toàn em hỏi thôi mà anh không hỏi em gì hết trơn vậy? Anh cho em hỏi mà, em cho ưu tiên cho phụ nữ. Rồi giờ tới anh giờ hỏi đi. Anh thì rất là đơn giản, không có gì phải hỏi hết. Ủa vậy là không muốn hỏi phải không? Không phải là không muốn hỏi nhưng mất mà mất cơ hội đáng chịu. Bạn trai bạn mong muốn một cái người phụ nữ đi suốt với mình cả một chặng đường dài là người như thế nào? Nấu ăn thì em thua. Rồi. Em tìm phụ nữ biết nấu ăn. Dạ em thích nấu ăn, không biết là có ngon hay không nhưng mà nói chung là nấu ăn cũng được. Vậy là được. Nói chung ăn là được rồi. Thứ hai nữa lo cho gia đình, dễ nhìn chút là được rồi. Dễ nhìn là dễ nhìn sao? Có nghĩa là không xấu cũng không đẹp, trung bình. Chung chung quá khó quá. Trắng cao thì phải từ 1m55 là được rồi. Bạn không thích điều gì người phụ nữ? Tám nhiều quá. Tại vì em cũng nói nhiều quá rồi mà. Đúng rồi, em cũng sợ lắm. Tám nữa thì hai đứa tám sáng đêm không ngủ. Bây giờ bạn muốn tìm ra mẫu người bạn trai là người như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, khéo léo trong cách cư xử với mọi người xung quanh.
bạn trai đó là con một, nếu bây giờ phải làm dâu thì bạn đồng ý không? Cũng không thành vấn đề, miễn sao anh khéo léo trong cách cư xử giữa nàng dâu và mẹ chồng là được. Bạn không thích điểm gì á người bạn trai? Nhậu nhẹt bê tha, bỏ bê gia đình. Chắc không có đâu. Này chắc bỏ rồi. Có nhậu không bạn? Dạ cũng có, nói chung là xã giao là phải có, nhưng mà ý là đúng chừng mực rồi thôi. Nhưng cái bỏ bê gia đình á, làm du lịch là phải bỏ bê gia đình đúng không? Dạ đúng rồi, đôi khi một tháng thì đi suốt luôn, có khi là chỉ có về thí dụ như 8 giờ về tới thành phố Hồ Chí Minh. Rồi trả khách xong về tới nhà là chỉ ở nhà được tiếng 2 tiếng đồng hồ. Đúng sau đó rồi, là đi rồi. Đây đi cái này là hơi bị bỏ bê gia đình đó. Cũng thông cảm hiểu cho nhau được mà. Dạ đúng rồi chị Cát Tường. Đúng không? Dạ. Trời có đúng đồng tiền rồi đó ha. Không, cho ông chị á. Đúng rồi, mấy người có đúng đồng tiền là đẹp. À cũng dễ thương. Đúng rồi, dễ thương. Có tật xấu gì không? Dạ không, em có tật xấu gì hết đó. Nhưng mà có phước điểm là khi mà đi làm về là phải nằm nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút, đừng ăn quấy rầy. Vợ người ta ra người ta tiếp rước rồi người ta nói chuyện cả ngày, người ta cũng nhớ nhung, người tự nhiên không làm phiền là sao? Người ta đó mới biết được, chứ còn giờ em là cái tính em là phải vậy. Chứ vợ ra đứng ở cửa ôm mà hung. Tại chuyện đó, bây giờ em chưa có vợ đâu có biết đâu, thì tới hoàn cảnh đó em mới biết xử lý như thế nào. À, dạ. Nói vậy chứ lúc đó khoái thấy mồ luôn, chứ đặt xạo xạo để tôi hỏi cái coi cái tiêu chuẩn về ngoại hình sao? Đừng có bụng bự, đừng có bụng phại. Có gì đâu cười dữ vậy? Không có chị. Ừ, hóp vô đâu có có. Dạ đúng rồi. Sao? Được. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh. Lanh lắm, bên đây cũng lanh lắm. Hai người cùng lanh nhau. Làm gì không thích bụng phệ, bụng bự. Bụng bự thì cũng được, nhưng mà đừng có bự quá. Ví dụ như em ôm không hết vòng tay vậy chẳng hạn. À, bạn bên đây đi suốt như vậy, em có sợ về hai vợ chồng nhau rồi mạnh người nào nó đi rồi bỏ gia đình nhỏ ai lo không? Dạ có, tại vì em cũng hay tuổi thân lắm. Đi mà bỏ em là em hay khóc lắm. Thí dụ bây giờ lấy nhau về đó, mình có chịu hy sinh, ví dụ như chồng không chịu bỏ nghề, em có chịu hy sinh bỏ nghề không? Em là người rất là quan trọng gia đình, nhưng mà công việc của em thì cũng không thể bỏ. Đó là quan điểm, đó là cá dạ. tính. Nếu như bây giờ hai người cùng làm việc với nhau, đi bỏ gia đình để bỏ con vậy, cuối cùng ai sẽ là người hy sinh để bỏ công việc về với gia đình? Chắc em. Anh can đảm mà, đàn ông mà, hy sinh tí đâu có gì đâu. Lúc đó thì vợ mới thương mình nhiều hơn. À. Ủa rồi bạn có chịu lấy một người chồng mà ở nhà coi nội trợ bếp núc coi con để bạn đi làm không? Dạ không. Vậy chứ giờ sao? Nếu mà xếp giữa sự nghiệp, gia đình thì em muốn người đàn ông của em chọn sự nghiệp. Rồi em cũng chọn sự nghiệp, vậy ai lo gia đình? Đối với em thì gia đình cũng rất là quan trọng. Đừng bắt em bỏ công việc của em vậy là được. Vậy là mình phải cố gắng cả hai đúng không? Dạ. Chứ không ai bỏ công việc hết đúng không? Dạ chắc chắn. Rồi tốt. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có, mẹ với ngoại với bạn của em. Dạ chào cô. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Mai là người của gia đình, Mai nói thế thôi, nhưng mà công việc và gia đình thì Mai luôn sắp xếp hài hòa. Bạn trai bên này thì cũng xứng với Mai. À, cô mong là hai đứa sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ cảm ơn cô. Dạ kế bên là ông ngoại đó hả cô? Dạ đi lên đây ủng hộ cháu ngoại. Đây là ông ngoại của cháu Mai. Dạ. Hôm nay được tham gia chương trình, lời đầu tiên là tôi có lời chào trân trọng với lời chúc khỏe tới Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Tất cả nam thanh nữ tú trong chương trình hôm nay. Dạ. Trời ơi, ngoại minh mẫn quá. Tôi thấy chương trình hôm nay rất là hay, rất là tốt. Nhưng mà tôi có hơi buồn cái là thế này. Các bạn ở đây nam thanh nữ tú không phải là ế, mà phải nói là mãi lo công chuyện, mãi lo làm ăn, mãi lo dàn trải thành thử đó. Có nhiều mối tình nhưng mà không đến được với nhau. Với người ta nói hậu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai người đối mặt với nhau đây rồi cuối cùng cũng đến được với nhau. Dạ. Ví dụ như gặp vừa rồi. Dạ. À, bởi vậy cho nên theo ý tôi á, đừng nói người ta ế mà người ta buồn. Ngày xưa quen nhau đó, yêu nhau đó ngoại, có dám công khai ngồi nói chuyện tình yêu giữa đám đông người này? Cái đó một lúc tôi sẽ nói đến. À, thế bây giờ là tôi thấy thế này này, các bạn hôm nay rất là sướng. Dạ. Ông Tớ đàng hoàng, bà Nguyệt đàng hoàng. Dạ. Được có cái hội trường hoành tráng thế này. Chứ hồi xưa tụi tôi á, đi chỗ này chỗ nọ nói năm câu ba điều chứ đó, rồi về mai mốt thì cứ cha mẹ bị đoán hàn, đoán nhiệt, đoán gần, đoán xa, nói cặp này có này nó yêu nhau, kêu người ta đến gả đi. Chứ bây giờ hôm nay chúng tôi rất, các bạn rất là sướng. Dạ. Mà rất cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Làm cái chương trình rất là hữu ích. Và tới đây thì tôi cũng đặc biệt nói gì hơn, cầu mong cái chương trình bàn hẹn hò hôm nay sẽ mỹ mãn thành công và các bạn đến với nhau bị mãi mãi bền vững. Dạ, cảm ơn ngoại. Cảm nhiều. Ơn ngoại. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại nha. Nếu ngoại dưới ngoại có bạn bè nào bằng trang lứa mình cũng cũng chưa có cặp đôi nào đó, ngoại kêu liên hệ với con với Cát Tường nha. Xin báo cáo với Cát Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Tôi đến đây thấy chương trình hay quá và vui quá, và cũng muốn nhờ ông Tơ bà Nguyệt là kiếm cho một thêm một bà nữa.
ngoại nhiêu tuổi rồi? 80 hả? 80 rồi, con sẽ kiếm cho ngoại nha. Khoảng 70 được không? Cảm ơn ngoại rất nhiều. Này, bạn trai, mình có đi với người thân không? Dạ có, chị em ạ. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Em gái bên đây là rất là xinh. Nói chung là cũng hơi lanh, nhưng mà lanh thì mới trị được em của chị. Tại vì nó hơi lì, nó lì lắm. Chưa chết rồi. Rồi bị bán, chị bán đứng rồi. Còn gì nữa rồi, không em? Ở quê á, không may là cha mất sớm nên chỉ còn có một mình mẹ. Sau này mà nếu tiến xa hơn gặp gia đình á, thì mong muốn của nhà là muốn con dâu ở với mẹ để chăm sóc cho mẹ sớm chiều, nhà cửa thì rộng thênh thang nhưng ra trước ra sau chỉ có một mình thôi. Chị cũng mong muốn điều đó nhưng mà cũng mong là em với Tuấn là sẽ thành. Nó cũng lớn tuổi rồi, chị toàn nói nó là ế không à. Nói như ngoại đừng nói ế. Chưa có cơ hội. Rồi cảm ơn các thành viên gia đình. Bây giờ thì các bạn sẽ có thời gian 2 phút trò chuyện với nhau. Kéo màn. Chào em. Chào anh. Quá là xinh đẹp. Hơn là mất anh tưởng. Ủa anh tưởng tượng thì cỡ nào? Cỡ chị Cát Tường. Ý nói là hơn Cát Tường. Rồi mình tính hẹn hò làm sao đây? Đám cưới tới làm sao? Để mấy con tiền bạc tính làm sao? Tiền bạc thì chắc vợ giữ. Còn con thì nếu mà con chung thì chia sẻ nhau. Chứ không lẽ con riêng? Để con trai gái gì đó mấy đứa thì bàn luôn đi. Dạ nếu chung là nhà em hơi vắng thì để anh chụp cũng được. Nuôi nổi không anh? Trời dư sức không nuôi. Nếu mà nuôi không nổi thì chia. Ví dụ như để chuột thì chia 5 đứa về ngoại, 5 đứa về nội. Trời gì giống như... Trời cái này là... Con anh đẻ ra anh phải nuôi chứ. Anh không có đẻ, em đẻ. Chưa gì nó bán trách nhiệm rồi. Chị nói đúng ghê luôn. Nói chung là anh nhìn em là anh cũng có cảm tình tí. Thì nói chung là được thì em hãy về đổi với anh. Đổi làm gì? Dạ thì về chung một mái nhà. Thôi hết thời gian. Để tay nút bấm đi bạn. Và chúng ta đưa ra quyết định. Quyết định thật với trái tim của mình nha. Bấm nút là một điều hết sức là thiêng liêng. Chứ tôi không thể nói chơi như nãy giờ được nha. Nào chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Dạ em nghĩ là chắc anh sẽ không có thời gian quan tâm em. Còn em thì cần một người quan tâm nhiều hơn. Đúng. Nói gì nói với bạn trai ạ. Cho dù công việc thế nào đi nữa thì chúng ta cũng cần dành thời gian quan tâm đến một nửa yêu thương của mình. Tôi mong rằng các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Bởi vì trai tài gái sắc mà, người nào cũng dễ thương cả. Thay mặt chương trình xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Mời các bạn.